chào chú ạ. Rồi, em chào con. Biết hôm nay là ở cái làng Phú Đức của mình là có tổ chức cái lễ hội truyền thống. Thì cho cháu hỏi là cái lễ hội hôm nay mình tổ chức là cái lễ hội như thế nào vậy chú ạ? Là ngày hôm nay là theo cái phong tục của người Mường là mang tính cách từ ở Bắc và Nam. Là mỗi một cư dân đi tới đâu là người ta có một cái làng đình, cái miếu, cái đình. Rồi hôm nay là đầu xuân năm mới, là khi 20 là họ dựng một cái nêu, các cụ truyền lại cho chú là cây tre ngã tới đâu thì đất mình ở đó. Là cái phong tục người Nam, nôm na là chú đã nói như vậy thôi. Nhưng ngày hôm nay qua bữa Tết là hôm nay là chuẩn bị mai là lễ hạ nêu, là mùng 7 tháng 7 theo phong tục người Mường. Dẫn nhau từ ở Bắc, đất Việt Trì, ở tại đền Hùng Phú Thọ là một cư dân nhỏ ở phía Bắc. Vô đây đi tới đâu thì có cái đền đừng theo cái phong tục tổng quán của người Mường. Là mai là lễ hạ nêu, là bắt đầu mới đi làm ăn. Cháu được biết là ở làng Phú Đức này thì đa số bà con người dân tộc Mường ở phía Bắc di canh di cư vào đây. Thì chú cho cháu hỏi là hiện tại ở cái làng Phú Đức này thì mình tổ chức cái lễ hạ niêu, và trong cái lễ hạ niêu thì có những trò chơi dân gian như thế nào ạ? Rồi, lễ hạ niêu nếu là không phải là từ dân tộc phía Bắc mà là nó có những cái văn hóa truyền thống của dân tộc. Chạm đuống là chạm đuống, rồi nhảy sạp là nói chung là từ xưa tới nay đã có hết rồi, từ Bắc tới Nam. Rồi, đây là không phải riêng một mình dân tộc Mường, dân tộc phía Bắc, nhưng tất cả đều ở khu vực thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Na này, chỉ có một cái đình. Nếu ai có cái tâm linh thì mình tham gia vô trong cái đình miếu này. Và hai nữa đây là những cái cây cổ thụ này, hình như là nó cũng để một biểu tượng cho thị trấn. Thì cho cháu hỏi là trong cái lễ hội này thì mình kéo dài thời gian bao lâu, và trong cái lễ hội thì có những cái trò chơi dân gian như thế nào ạ? Là lễ hội hôm nay là bắt đầu lễ hội đêm nay, để ví dụ mình lễ hội là tuần chuẩn bị tối là sẽ có ca nhạc, nhảy sạp, rồi nói chung cũng theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình thôi. Ca hát rồi vui chơi, mai bắt đầu là mới cúng để hạ nêu. Bất năm nay là có hội chợ ẩm thực. Chú nói đến lễ hội ẩm thực thì cho cháu hỏi là trong lễ hội ẩm thực thì mình bán những cái món ăn gì truyền thống của đặc sản của dân tộc Mường. Gồm có những món ăn gì chú có thể kể vậy? Ví dụ như chẳng hạn như là rau đùm nè, rồi cơm lam nè, thịt nóng ốc tre này. Rồi tái riềng, rồi gỏi cá, tất cả những cái gì mà còn phải tham gia với các dân tộc bên ngoài nữa là chú chưa kiểm soát được. Đấy. Thôi ơi, thay mặt khán giả thì cháu chúc cho bà con mình có một mùa lễ hội thật là thành công. Rồi, rồi đầu xuân, rồi chú cũng chúc cho con là vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, bye bye.